Hello, xin chào tất cả các anh chị. Chào mừng anh chị trở lại kênh YouTube của Nam. Thì thời gian gần đây có rất là nhiều anh chị quan tâm tới dòng sản phẩm đó là xe Honda Vision 2021. Thì ngày hôm nay Nam xin phép chia sẻ với các anh chị về cái thông tin này. Thì ngày 12 tháng 12 vừa rồi thì Honda Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe Honda Vision 2021 tại Hà Nội. Vậy thì xe Honda Vision 2021 này có những gì đặc biệt? Đây, Honda Vision vừa ra mắt tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 12. Và lần này Honda Vision ra mắt tới 4 phiên bản đó nha anh chị, phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt và phiên bản cá tính. Thì Honda Vision cũng công bố ngày bán lẻ bán ra thị trường, đó là được chính thức bán ra thị trường vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 thông qua hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ Honda Ủy nhiệm trên toàn quốc. Thì hiện tại Honda Vision thì có 4 phiên bản như Nam đã nói, đó là phiên bản cá tính, phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn. Đối với 3 phiên bản cá tính, đặc biệt và cao cấp thì sử dụng ổ khóa Smart Key. Còn cái phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ sử dụng chìa khóa cơ bình thường nha anh chị. Đối với phiên bản cá tính thì nó sẽ có hai màu, đó là màu đen đỏ và màu xanh xám. Còn phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có màu đen, màu xanh dương xám hay còn gọi là xanh đen. Và phiên bản cao cấp thì nó có màu trắng nâu đen, xanh nâu đen và đỏ nâu đen. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì có hai màu nha anh chị, đó là màu trắng đen bạc và đỏ đen bạc. Nam sẽ cho anh chị xem hình ảnh của xe Honda Vision đối với phiên bản cá tính. Đây là phiên bản cá tính. Hầu như Honda Vision đã thay đổi hoàn toàn thiết kế bên ngoài nha anh chị về ngoại thất. Và điều dễ nhận thấy nhất đó là gì ạ? Mâm xe đã thay đổi hoàn toàn. Và theo hình ảnh cung cấp từ Honda Việt Nam thì Honda Vision vẫn sử dụng phanh đĩa CBS đĩa thường anh chị, chứ chưa có phanh ABS nhé. Đèn pha thì cũng được thiết kế góc cạnh hơn, nhưng mà vẫn còn sử dụng bóng đèn halogen, chưa có chuyển qua công nghệ đèn pha LED. Bánh trước thì vẫn là 16 inch, nhưng mà thay đổi về cái thiết kế mâm. Tay dắt cũng có vẻ khác luôn so với đời trước. Và phần đèn cụm đèn sau nó cũng khác luôn. Đặc biệt là gì? Đặc biệt là đồng hồ. Lần này thì Honda Vision đã trang bị thêm màn hình LCD. Và theo thông tin Nam được biết thì xe Honda Vision được trang bị thêm công nghệ Eco, nghĩa là tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm xăng đó. Mặt đồng hồ hình như là thay đổi hoàn toàn. Và trang bị thêm cái màn hình LCD giống như là xe Alux đời 2019, hoặc là giống như đồng hồ của Shelly 2020 hiện tại. Thì phiên bản cá tính nó sẽ có hai màu nha anh chị, đó là màu xanh đen đỏ và màu đen đỏ. Đây ạ, đây là màu xanh đen đỏ và đây là màu đen đỏ. Và giá bán của phiên bản cá tính này là Honda đề xuất là 34.490.000 đồng. Lần này thì đối với phiên bản cá tính này thì nó thay đổi về khối lượng. Khối lượng thì sẽ tăng lên là 100 kg. Lúc trước thì Honda 2020 thì chỉ có 96 kg thôi. Và bình xăng cũng thay đổi luôn. Bình xăng của Honda Vision 2020 thì 5,2 lít. Còn lần này 2021 thì bình xăng Honda Vision còn 4,9 lít. Đó là những thay đổi cơ bản về cái nội thất ở bên trong. Một điều đáng lưu ý như vậy, dung tích thay nhớt thì chỉ có 0,65 lít khi thay nhớt thôi. Còn khi nào là đã máy thì 0,8. Mức tiêu hao nhiên liệu là 1,83 lít trên 100 km nha anh chị. Rồi, phiên bản cá tính thì nó có hai màu.
chúng ta sẽ xem qua cái phiên bản đặc biệt, cao cấp và tiêu chuẩn. Đối với phiên bản đặc biệt, cao cấp và tiêu chuẩn thì có giá đề xuất là 29 triệu 990 ngàn đồng. Thiết kế vẫn giống nhau ha anh chị. Mặt đồng hồ cũng giống nhau, đèn pha, đèn hậu cũng giống nhau luôn. Và có một điều khác biệt giữa phiên bản cá tính và các phiên bản còn lại là gì? Đó là mâm xe. Mâm xe của phiên bản cá tính thì sử dụng là mâm đúc 5 cây. Còn các phiên bản còn lại thì sử dụng mâm đúc 8 8 cây hay còn là 8 nan đó. Thì cái mâm này thì đối với nam nhìn có vẻ giống như là HMOS mới của chúng ta hiện tại anh chị. Phiên bản cao cấp giá đề xuất là 31 triệu 790 ngàn đồng. Thì phiên bản cao cấp nó sẽ có 3 màu, là đỏ nâu đen, trắng nâu đen và xanh nâu đen. Phiên bản đặc biệt thì có 2 màu, xanh đen và đen. Phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ có là 2 màu luôn, đỏ đen bạc và trắng đen bạc. Và phiên bản tiêu chuẩn thì có trọng lượng là 96 kg, và đặc biệt và cao cấp thì nó 97 kg. Riêng phiên bản cá tính thì nó 100 kg nha anh chị. Dung tích bình xăng vẫn giống nhau. Đây là các phiên bản màu đỏ đen, trắng đen. Đỏ đen, trắng đen này gọi là phiên bản tiêu chuẩn. Đỏ nâu, xanh nâu, xanh đen, trắng nâu và màu đen. Đây là tất cả các thông tin về xe Honda Vision 2021. Và hiện tại thì xe chưa có về đại lý nha anh chị. Honda Việt Nam cũng cung cấp thông tin giống như lúc nãy Nam đã nói, đó là chính thức bán ra thị trường vào ngày, Nam quay lại cho anh chị xem, đã có thông tin bán ra thị trường chính thức rồi. Vào ngày bán ra thị trường chính thức vào ngày 23 tháng 12 2020, thông qua cửa hàng hết trên toàn quốc. Và lần này thì có 4 phiên bản nha anh chị, như nãy giờ Nam nói. Khi nào xe về đến đại lý thì Nam sẽ review trực tiếp chiếc xe cho anh chị xem, để chúng ta sẽ cảm nhận nó dễ hơn nha. Và bây giờ anh chị cảm thấy video của Nam hữu ích thì nhớ đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về xe nhé, cũng như là những chương trình khuyến mãi. Cảm ơn anh chị đã xem video của Nam. Hẹn gặp lại anh chị vào các video tiếp theo.